Thế các bạn lợn của con đâu? Đây. Đâu, cho mẹ xem nào. Ồ, con có mấy bạn lợn? Chít à? Ôi, nhờ nhờ. Thế con xây chuồng cho bạn lợn đi. Đây này. Nè. Chuồng cho các bạn lợn con ấy. Con chào các bạn nào. Chào các bạn. Bạn Bin xây chuồng cho lợn à? Được chưa? Được rồi. Hạt cho nó ăn nè. Ui. Thế con xây cái chuồng to cho ba bạn lợn ở chung. Xây chuồng to cho ba bạn lợn ở chung nhá. Mẹ giúp con nhé. Thế các bạn lợn của con đâu? Đâu, cho mẹ xem nào. Ồ, con có mấy bạn lợn? Chít à? Ôi, nhờ nhờ. Thế con xây chuồng cho bạn lợn đi. Ba bạn lợn à? Rồi thế con xây chuồng cho bạn lợn à? Thích nhỉ? Giờ thì con xây chuồng cho bạn lợn ở nè. Đâu mẹ xem. U nhờ ba bạn lợn đang ở trong chuồng đây này các bạn ơi. Mình cho các bạn lợn đi vào trong chuồng nhá. Chuồng lợn của bạn Bi này này. Ở trên này đây. Đây này các bạn ơi. Con đóng cái chỗ này vào. Con đóng hai cái này vào để thành bạn chùa. Sai rồi. Mình phải cho thêm một viên gạch nữa vào đây. Đấy. Con cắt trên viên gạch nữa vào đây. Đây. Rồi, con lắp cái chỗ này vào. Đây các bạn ơi. Mẹ đã giúp bạn Bin hoàn thiện cái chuồng lợn này nhá. Bạn Bin đang xây một cái chuồng lợn nhỏ nữa cho các bạn lợn này. Đúng không con? Ô, Bin ơi, con có một bạn lợn nữa ở đằng sau kìa. Con lợn nhỏ à? Của dì Trinh đúng không? Chợ đi Trinh. Nó chợ trong chuồng lợn nó đây này. Đúng rồi. Thế Bin có yêu ba bạn lợn này không? Yêu. Yêu à? Để cho bạn lợn chơi bạn Bin cái nào? Chơi bạn lợn này à hả? Chơi bạn lợn Bin này nè. Ui. Lợn này nè. Lợn đây này à? Hai bạn lợn giống nhau à? Khác
Con chơi với bạn lợn à? Thế thôi là Bin chào tạm biệt các bạn đi, rồi con chơi với bạn lợn nào. Bye bye.